Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Rồi, hello tất cả các chị yêu ở trong livestream của em ngày hôm nay luôn nha mấy chị nha. Thì không biết là mấy chị nhớ hôm nay không, là ngày nào bên em cũng like cho mình hết. Không biết là có chị nào nhớ không ha mấy chị ha. Rồi, không biết là có chị nào nhớ không à, mấy chị ơi, chị nào mà mình đang nhớ mà cái livestream của em á thì mình nhanh tay vào nha mấy chị nha. Tại vì á, chị nào vào trước thì cái nhân... Tại vì mấy chị biết sao không, vào tương tác sớm thì cái comment nó sẽ hiện rất là sớm. Còn những chị nào mà mình vào sau á, cái mình không có tương tác nữa, cho nên đến lúc mà mấy chị đặt hàng á, đâu có thấy được đâu mấy chị ơi. Bên em không có thấy được luôn á, là cho nên là bên em sẽ không có hả chốt hàng nào, cũng như không có trả lời mấy chị được nha. Cho nên là chị nào mà mình đang ở trong livestream á, thì mình nhanh tay nào mình comment lên giúp em, và sau đó là mình chia sẻ nha. Rồi, hello chị Thảo Nguyễn nè, hello chị Phạm Thị Ngọc Duyên. Em thấy được mới có comment của hai chị thôi nha mấy chị yêu nha. Em nói trước hôm nay đồ rất là xinh nha mấy chị nha, đồ rất là xinh nha. Hello chị Hương Liên luôn ạ. Rồi, hello chị Một Út nè, đó em thấy được rất là nhiều chị nè. Hello chị Linh Chanel nè, không biết không, chị Linh Chanel hôm qua được đặt được mấy bộ mà không biết có nhân viên chốt hàng chưa. Em nhớ chị Linh Chanel là đặt rất là nhiều, nhưng mà không biết là có ai chốt hàng cho mình không. Ở nào mà còn đúng một cái đó, chị Nguyễn Bi lát nè em sẽ tư vấn. Mấy chị yên tâm đi, ngày nào bên em cũng sẽ lên những mẫu đầm xinh đầm đẹp cho mấy chị hết. Mình không lấy được cái bộ này thì mình cứ yên tâm ở lại trong livestream để mình chọn lựa những bộ khác giúp em nha mấy chị nha. Tại vì đâu phải là chỉ có một bộ này đâu, còn rất là nhiều, và cũng còn rất là nhiều bộ đẹp. Không phải là những cái bộ mà em mặc lên người thì nó mới đẹp, còn những cái bộ mà em cầm lên thì nó sẽ không đẹp nha mấy chị nha. Không có, nói chung trong cái like thì trong một like em sẽ thay ít nhất là 3 bộ đi ha. Em sẽ thay ít nhất là 3 bộ. Ví dụ như em hứng lên cái em thay được bộ này để cho mấy chị biết là hàng 69.000 thì sẽ không phải là như mấy chị nói là em mặc lên là hàng khác, rồi khi mà em cầm em giơ lên giao cho mấy chị, cho mấy chị coi lại là hàng khác. Không có, cho nên là cứ cái bộ nào tự nhiên em hứng lên em sẽ đi thay hẳn luôn cho mấy chị xem, để cho mấy chị xem là mấy chị biết được cái hàng 69.000 nhưng mà cầm lên nó sẽ không được đẹp. Tại vì sao? Đồ mà mấy chị ơi, mình cầm lên nó đâu có được mặc lên người, nó đâu có ra cái form, cái dáng đâu có mặc hết được, đâu có lên cái form hết được của mấy chị đâu mà mấy chị thấy là nó đẹp hay không, lên form đẹp hay không ha mấy chị ha. Cho nên là mấy chị đừng có nghĩ là như vậy, cứ mặc lên là mấy chị sẽ biết. Mình cứ mua về 69.000 thôi mấy chị ơi, tính ra 70.000 mình mua về mà mình mặc lên người ưng là được nha mấy chị nha, ưng là đẹp nha. Em comment mấy kỳ rồi mà comment không kịp vậy hả anh Nhí? Vậy bây giờ em chỉ mấy cái chị cách thức nè. Bây giờ ví dụ bill đầu tiên, cái đơn đầu tiên mình cứ đặt giúp em, ví dụ như là mình cứ bấm sẵn giúp em là cái số điện thoại của mình đi. Cứ cái một cái bộ nào lên, ví dụ như mình đặt bộ đó xong rồi, em chưa có giới thiệu bộ sau thì mình lo mình bấm cái số điện thoại của mình vô trước đi. Sau đó là mình bấm luôn cái địa chỉ của mình cho cái đơn đầu tiên, bấm số điện thoại và bấm sẵn cái đơn địa chỉ của mình, cái đơn đầu tiên, và chờ em nói cái mã số thôi. Mình ứng cái mã số và mình gửi liền, mình đặt liền đó. Như vậy nó sẽ rất là nhanh. Và những cái đơn sau mình không cần để lại địa chỉ giúp em nha, những cái đơn sau không cần để lại địa chỉ giúp em, thì cứ như vậy mình bấm số điện thoại vô trước giúp em, sau đó mình chỉ chờ em đọc cái mã số thôi thì mấy chị gửi liền đó. Như vậy rất là nhanh nha. Em để mẹo cho mấy chị luôn, cho những chị nào vào trước nha, còn những chị sau mà lát đặt không kịp là em không có nói đâu nha. Cho nên là em chỉ ưu tiên cho những chị nào đặt trước, em sẽ chỉ cái bí quyết để mà mình đặt nhanh nha. Hello chị Linh Nguyễn nè, hello chị Kim Nhung nè, hello chị Anh Nhĩ, hello chị Xuân Triều, hello chị Hồng Ngọc Sara, hello chị BT Duyên, hello chị Tiết Hơn. Lát để em một váy đen và một váy đỏ có ra. Ok Nguyễn Bi ơi, lát nữa mình cứ coi livestream thích cái nào thì mình đặt hàng lên nha. Và mấy chị ơi, hàng 69.000 chị nào chia sẻ giúp em thì mới có giá đó nha. Cho nên là chị nào vào rồi mình nhớ chia sẻ giúp em nha chị nha. Rồi em thấy chị Phương Lê nè, hello chị Hà Vy luôn nha. Rồi mấy chị ơi, hàng 69.000 thì mình chia sẻ giúp em đi, thì em mới bán đầm với giá 69.000 nha. Những chị nào mà không chia sẻ em không bán đầm 69.000 nha, em nói trước, không chia sẻ em không áp dụng nha. Hello chị Kem Dâu nè, hello Hàng Hỷ, hello chị Văn Hoa, hello chị Tư Nguyễn. Do là hôm nay em hơi đuối cho nên là em sẽ live up sớm, cho nên là bây giờ em lên đồ luôn cho mấy chị nha. Do là hôm nay em sẽ up sớm hơn một xíu, cho nên là em sẽ lên đồ cho mấy chị sớm hơn bình thường. Đáng lẽ cái giờ này là em đang nói chuyện với mấy chị, cho nên là nhưng mà hôm nay em sẽ lên đồ sớm hơn, tại vì hôm nay em có việc, với lại là em hơi đuối á, cho nên là em sẽ up sớm hơn một xíu nha. Em chào hello Văn Hoa nha. Rồi đây, cái bộ đầu tiên em nói trước, bao xin chị nào mà không chia sẻ coi như là phí lắm,
không đặt hàng liền phí lắm. Đây, bộ này bên em cháy hàng một thời luôn và bán rất là nhiều đây nha mấy chị nha. Một cái áo, cái này là set yếm nha. Một cái áo chất liệu của nó là thun gân tay dài nha mấy chị nha. Chất liệu của nó là thun gân và kèm luôn cả một cái yếm nha mấy chị nha. Đây, một cái yếm rất là xinh. Em nói trước, bộ này mặc lên xinh cực. Em nói trước nha mấy chị nha. Bộ này mặc lên xinh cực. Chị nào không lấy có kèm luôn mình hai cái túi nha. Kèm luôn hai cái túi ở cái yếm luôn. Bộ này mặc lên rất là xinh. Bộ này bên em bán rất là nhiều nè mấy chị ơi. Chị nào không lấy bộ này rất là tiếc nha. Đây. Đây, không có bị nóng. Mấy chị yên tâm không có bị nóng nha. Đây, một cái set yếm rất là xinh như thế này luôn. Đây nha mấy chị nha. Rồi, bộ này 52kg đổ xuống giúp em. Vòng eo dưới 72 nha. 52kg vòng eo dưới 72. Kèm áo và kèm luôn cả yếm. Kèm luôn cho mình hai cái túi nha chị nha. Rồi, đây nha mấy chị nha. Đúng rồi, chủ nhật mà mấy chị cũng phải cho em về sớm để đi chơi chứ. Không lẽ cứ bắt ngày nào em cũng la đến tối đến khuya đúng không? Cho nên là cho em về sớm một bữa ha. Để em lấy sỉ không ạ? Hình như là đơn sỉ bên em chưa có duyệt được đâu chị ơi. Tại vì hàng sale để vài hôm nữa. Hàng về nhiều, nếu mà có hàng về nhiều em sẽ bắt đầu đưa lên đơn sỉ cho mình. Còn bây giờ là chưa có lấy được đơn sỉ đâu nha chị nha. Rồi, mã số bộ đầu tiên, mã số là D229 nha. D229 nha mấy chị nha. Đây, một cái set yếm rất là xinh. Đây, đây nha. Rồi, mã số là D229. Bộ này bao xinh bao dễ thương. Mặc lên người, 52kg đổ xuống. Mặc bộ này không đẹp trả tiền bên em. Bộ này xinh cực luôn nha mấy chị nha. Bộ này rất là xinh. Mã số là D229. Chị nào lấy nhanh tay để liền. Số điện thoại khoảng trống D229, khoảng trống địa chỉ đó chị Nga Hằng. Ok, chắc chị này là vô trước, chắc nãy giờ canh là để đầy đủ rồi đúng không chị Nga Hằng ha? Chắc nãy giờ chắc canh để hết rồi chứ gì, bây giờ là chờ em đưa cái mã số là đưa lên đúng không? Chờ em đưa cái mã số là đưa lên đúng không chị Nga Hằng ha? Em thấy chị bấm rất là nhanh luôn rồi, chắc là nghe em chỉ rồi. Chắc là nghe em chỉ rồi, đảm bảo. Rồi tiếp theo, một cái đầm suông, em lên cho mình suông nha. Vậy hả nhỏ Út? Vậy chắc là nó bị nhầm cái gì đó chứ chị không biết nữa. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái váy suông. Chị nào tầm 53-54kg đổ xuống đây nha. Một váy suông cái này mặc bao xinh. Đằng sau có khóa kéo nha mấy chị nha. Chất ở trên là ren hai lớp, ở phần dưới là von, bên trong có thun nha chị nha. Bên trong có lớp thun, bên ngoài là von nha chị nha. Đây, cực kỳ xinh cho mình nha chị nha. Rồi mã số là D204. Chị nào lấy nhanh tay. D204. Bộ này mặc xinh lắm nha mấy chị nha. Xinh lắm D204. Em nói hôm nay lên đồ rất là xinh, cho nên là mấy chị yên tâm đi, đừng có lo mà mình không có đồ. Rồi D204 nha. Chị nào lấy nhanh tay lên giúp em nha. D204 nha. Xinh lắm mấy chị ơi. Bộ đó là màu gì quên rồi trời. Như màu đen đúng không? À, màu đen, bộ đó xinh lắm nha. Cho những chị nào 53-54kg đổ xuống nha. 53-54kg đổ xuống giúp em nha. Đầm em mặc 69.000, bộ nào cũng 69.000 hết nha. Rồi, bộ nãy D209, chị nào không là 204, rất là xinh. Lát nữa nếu mà không có ai đặt, em mặc luôn cho mấy chị xem. Cái bộ này em đảm bảo với mấy chị, mặc cưng lắm đó, ok, chị vợ cậu Tranh nè. Rồi tiếp luôn nha mấy chị nha. Rồi hôm bữa cái set này rất là nhiều chị giành giật. Cái set này, cái váy này rất là nhiều chị giành giật đây nha mấy chị nha. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha mấy chị nha. Đây, chất liệu của nó là ren hai lớp, ở phần eo là có độ thun. Hôm bữa rất là nhiều chị giành giật cái bộ này, nhưng mà bây giờ bên em lên cho mình đây, còn đúng một cái nữa lên cho mình luôn đây. Rồi mã số là D221 nha chị nha. Hôm bữa chị nào giành giật cái này còn đúng một cái thôi. D221, chị nào lấy nhanh tay giúp em. D221 nha, 53kg đổ xuống, 54kg đổ xuống vừa. D221 nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay nha. Có ai muốn em lên bộ của em không? Có ai muốn em lên bộ của em không? Có địa chỉ bên em mới ưu tiên chốt hàng nha. Có địa chỉ giúp em nha. Chị nào không có địa chỉ không có ưu tiên đâu. Địa chỉ chị để một lần duy nhất. Ví dụ như cái đơn đầu tiên đã có địa chỉ rồi, những cái lần đặt sau không cần địa chỉ, chỉ cần số điện thoại, khoảng trống, mã số thôi, không cần địa chỉ. Rồi em lên cho mình cái bộ của em nha, để lát nữa dễ thay ha. Đây, một đầm body cổ yếm nha. Một đầm body cổ yếm nha mấy chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo cho mình nha mấy chị nha. Đây ạ, đằng sau có luôn khóa kéo, cực kỳ xinh luôn nha mấy chị nha. Đây, rồi mã số là D. Thôi không nói mã số nha, không nói mã số ha, lát nữa nói sau được không? Lát nữa nói sau nha. Rồi nói chứ là cái bộ của em đang mặc mã số là D
một rồi chị nào đặt nhanh thì có hàng, đặt nhanh thì có hàng vậy thôi nha, đặt nhanh thì có hàng thôi nha mấy chị nha, đặt nhanh thì có hàng nha. Rồi có một cái thôi, cái đầm của em đang mặc mã số là D201. Rồi tiếp theo, một cái đầm dạng như body nha mấy chị nha, cái đầm này body nha, body body một màu hồng phấn, một màu hồng phấn nha chị nha, một màu hồng phấn đây nha mấy chị nha, chất ren hai lớp, một màu hồng phấn chất ren hai lớp, ở phần dưới là dạng đuôi cá, ở phần dưới là dạng đuôi cá cực kỳ xinh nha mấy chị nha, ren hai lớp. Rồi không phải em mặc hết rồi đó, có một màu thôi. Rồi cái đầm này body màu hồng này mã số là D228, D228 của em mặc hết hàng, hết hết. Có một cái à, yên tâm đi mấy chị ơi, yên tâm đi, em còn lên rất là nhiều mẫu đầm đẹp hơn cái này, mình yên tâm cứ chờ ở đây giúp em, em lên rất là nhiều mẫu cho mình cho nên là mấy chị yên tâm. Tiếp tục, một cái váy dài bao xinh, cái bộ này à, à cái zoom tay của nó đây, cổ của nó là dạng cổ cổ sơ mi cổ bẻ nha mấy chị nha, tay của nó là dạng tay loe, mặc mẫu này bao sang luôn mấy chị ơi, cái zoom nha, ở phần eo của nó là có độ thun nha mấy chị nha, ở phần eo của nó là có độ thun cho mình nha chị nha, zoom nha, một cái zoom rất là xinh đây nha mấy chị nha, đằng sau có khóa kéo 53-54 kg độ xuống vừa, 53-54 kg độ xuống vừa, đúng rồi, đồng giá 69k, đồng giá 69k, mã số là D211, cái zoom hồi nãy nha, D211, chị nào lấy giúp em nhanh tay. Có địa chỉ mới ưu tiên chốt hàng nha, có địa chỉ giúp em, có địa chỉ nha mấy chị nha, địa chỉ giúp em nha. Rồi em lên cho mình làm một cái set màu cam đất đây, một cái set màu cam đất đây nha mấy chị nha, kèm áo rất tốt, áo rất tốt, mặc lên cũng không có ngắn đâu, mặc lên nó sẽ dài ngay rúng, gần tới rúng, ngay rúng nha. Và một cái chân váy, một cái chân váy ôm đây đuôi cá. Chờ xíu nha mấy chị ơi, hết xì rồi. Đây, lên cho mình là một cái chân váy ôm dạng đuôi cá rất là xinh luôn, mặc lên nó sẽ cao lên và cái áo này nó sẽ dài xuống, không có bị hở nha. Rồi, mã số là D216. D216, chị nào lấy nhanh tay có địa chỉ giúp em. D216 nha chị nha, D216. D216, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Váy em đang mặc hết rồi, nãy có chị đặt rồi, hết rồi. Rồi, một cái đầm body, bộ này rất là xinh. Bộ này chị nào mà thích trẻ trung mình nên lấy cái bộ này giúp em nha mấy chị nha. Đây, đầm body nó bẹt vai như thế này nè, nó bẹt ra như thế này hai bên nha chị nha. Cổ của nó là dạng cổ yếm. Đây, và bẹt vai như thế này nha chị nha, bẹt ra như thế này nè. Đây, cổ yếm như thế này nha. Bẹt hai cái tay vô, đây. Rồi, đầm body nha, rất là xinh. Đây ạ, rất là xinh nha chị nha, đây. Rồi, mã số là D222, 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D222. Cái gì, chị mặc đi hả? Rồi, lát nữa em thấy bộ nào mà em hứng lên em sẽ thay liền cho mấy chị xem, cho nên là mấy chị yên tâm đi. Hứng lên bộ nào là em sẽ thay liền, mấy chị yên tâm. Chứ là nhiều chị nghĩ là em không mặc là nó không có đẹp, không có giống như những cái em mặc. Cái này cũng 69.000 nè mấy chị ơi. Cái này cũng 69.000 nè, không có hôn gì đâu nha. Rất là nhiều mẫu xinh mấy chị yên tâm nha. Rồi tiếp theo, một cái váy xòe rất là xinh nha. Một cái váy xòe ở này mấy chị buộc nơ là giúp em, buộc nơ hay là buộc dạng như khăn quàng đỏ á. Buộc nơ hay là mấy chị buộc như khăn quàng đỏ đều được nha. Đây để em buộc lại. Đây, buộc nơ hay là buộc khăn quàng đỏ đều được, buộc về buộc đẹp đẹp giúp em buộc quá xấu rồi. Em buộc quá xấu rồi nha. Rồi về thì buộc đẹp đẹp lại giúp em nha chị nha. Đây đằng sau có khóa kéo. Bộ này bên trong không có quần. À bộ này bên trong không có quần nha. Đây, rất là xinh, một màu nâu gạch nha, màu nâu gạch. Rồi mã số là D230. Bộ này 52 kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. 52 kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Bộ em hết hàng rồi, có một cái à mấy chị ơi. Yên tâm đi, lát nữa em lên rất là nhiều bộ đẹp hơn cái bộ của em, cho nên là mình yên tâm đi, rất là nhiều bộ đẹp hơn cái bộ của em nha. À chị ơi, chưa có đơn hàng lấy sỉ được đâu, tại vì do là những cái bộ này hàng sale còn có 1-2 bộ à, cho nên là chưa có lấy sỉ được, để vài hôm nữa đi nha. Vài hôm nữa em nhờ quản lý nhập về những cái số lượng lớn, những cái đồ mà số lượng lớn á là bên em sẽ bắt đầu bỏ sỉ. Còn bây giờ thì bên em không bỏ sỉ nha, chưa bỏ sỉ đâu nha. Rồi cái này nó tựa như cái em, chị nào lấy thì lấy nha. Chị nào, cái bộ này nó tựa như cái bộ của em đang mặc, cũng là cổ yếm, cũng là body. Cái này là váy xòe nha. Váy xòe nha chị nha, đây.
Đây, váy xè nó có đắp chéo ở phần cổ nha chị nha. Có một màu, mỗi bộ em dơ lên là chỉ có một màu thôi nha chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo cổ yếm nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây, mấy chị mặc lên thì nó sẽ căng ra như thế này nè. Đây, căng ra như thế này nha chị nha. Đây, đắp chéo nha. Rồi, đây đầm trắng nha. 69 ngàn, bên trong có quần luôn cho mình nha. Bên trong có quần luôn cho mình. Rồi, bộ này mã số là D225, đầm trắng. D225 bên trong có quần luôn, bao xinh nha. 69 ngàn đều, 69 ngàn. Rồi mấy chị ơi, và nhớ là mình thêm bạn Trần Linh Đan giúp em thì em mới bán giá 69 ngàn nha. Thêm bạn Facebook Trần Linh Đan giúp em nha, mới bán giá 69 ngàn nha. Thêm bạn đi, tại vì ngày nào em cũng sẽ like hết. Em like cho những mấy chị mua đồ sale với giá rẻ nha. Cho nên là mình thêm bạn giúp em nha. Chị ơi, chị để như vậy không ai chốt hàng đâu nha. 52 kỹ độ xuống nha chị nha. 52, chị Huỳnh Như, cái đầm trắng mã số là D209 á, mã số là D225. Cho em xin cái mã số, chị để là đầm trắng không ai chốt được hàng. 69.000, 69.000 nha. Đầm trắng dài dài hả? Rồi ok chị em một xíu nha. Rồi lên theo cho mình là một cái set bộ. Set này rất là xinh nha mấy chị nha. Mấy chị mặc đi làm nè, phối áo với là những cái quần khác, hoặc là chân váy với những cái áo khác đều được. Đây, áo nha, đằng sau áo có khóa kéo. Áo. Rồi, rồi kèm luôn cả chân váy cho mình nha. Chân váy đằng sau cũng có khóa kéo nha mấy chị nha. Áo và kèm cả chân váy luôn cho mình, rất là xinh nha chị nha. Đây, đây bộ này 52, 53 kg đổ xuống vừa. 52, 53 kg đổ xuống vừa nha chị nha. Rồi, mã số là D209. D209 nha mấy chị nha. Bộ này rất là xinh. Bộ này mua về mặc lên không dễ thương. 52 kg đổ xuống nha. Mặc lên không dễ thương, không ân quan lại em. Bộ này mặc xinh cực á. Bộ đó mặc rất là xinh và kèm cả áo, kèm cả chân váy luôn. Đừng có để set đen, cái nào cũng có mã số hết. Mình cho giúp em cái mã số, khoảng trống, số điện thoại và địa chỉ. Tiếp nha, rất là nhiều, yên tâm đi, rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, mấy chị yên tâm đi. Chị nào không có số điện thoại không chốt hàng. Bây giờ mấy chị muốn em thay body nữa không? Hay là lát nữa thay váy xòe? Em lên cho mình một cái đầm body tay dài rất là sang. Chị nào muốn em thay đầm body nữa, bộ em hết rồi, mấy chị đừng có ngó bộ em nữa, hết sạch. Rồi chị nào muốn em thay body nữa thì em thay body. Tại vì bây giờ em đang mặc một cái body rồi, mình chờ cho em thay một cái đầm xòe. Hay là mình muốn em thay một cái body nha, thì mình cứ comment lên nha. Rồi tiếp nha, mã số là D223. Nếu mà em thấy cái đó còn em sẽ không thay, còn nếu mà cái nào mà chưa có người đặt em sẽ thay. Đây, D223 nha. Rồi lát nữa em thay váy xòe, ok, lát nữa em thay váy xòe. D223 nha chị nha. Đây, D223 bao sang bộ này luôn. Tay này mấy chị có thể cắt lên nha. Rồi đằng sau có khóa kéo, 52-53 kg đổ xuống vừa. D223, 52-53 kg đổ xuống vừa nha. Lát nữa em xem cái bộ nào á, em mặc xòe luôn cho mấy chị xem nha. Yên tâm. Rồi, em lên cho chị mấy chị là một cái váy công chúa, cái váy body tiếp. Nhưng mà body này lưới nha mấy chị nha. Body lưới mặc rất là xinh. Từ từ đem chỉnh lại một xíu, nó hơi bị rối tại bỏ trong bịch. Trong bịch đồ mới á, nó hơi bị từ lưa hết trơn á. Chờ em một xíu em chỉnh lại. Rồi, đây, một cái đầm body lưới nha mấy chị nha. Body lưới nha, đây rất là xinh. Đằng sau có khóa kéo 40kg, mặc bộ nào bên em cũng vừa hết. Bộ này mã số là D202, 52kg đổ xuống giúp em. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 nha. Bây giờ em đang kiếm váy xòe để em lên cho mấy chị đây. Em đang kiếm váy xòe để em thay cho mình nè. Mấy chị từ từ đừng có hỏi em. Từ từ nha, đừng hỏi em nha mấy chế. Mấy chế ơi, đừng hỏi em. Hello Khánh Vy nè. Rồi tiếp nha. Rồi em lên cho mình tiếp tục một cái váy đây. Một cái váy xòe dạng như là nó xòe lưới nha chị nha. Rất là xinh đây nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa kéo nha mấy chị nha. Đây ạ, đằng sau có khóa kéo nha. Đây, rất là xinh. Rồi bộ này 52-53 kg đổ xuống vừa. Vòng eo dưới 72. Mã số là D208. D208 cái bộ váy xòe nha. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000. Một bộ phí ship cũng 30.000. Năm bộ phí ship cũng 30.000. Mình thấy cái nào lợi thì mình đặt hàng giúp em nha chị nha. Thấy cái nào lợi thì đặt hàng giúp em nha. Bộ em hết nha, hết. Bộ em đã hết hàng nha mấy chị yêu ơi. Mạng yếu hả? Mạng yếu đặt mạng luôn giúp em đi. Ship 30.000, đầm em hết rồi, đừng có đặt nữa.
Làm em hết rồi, hết rồi, khổ quá. Khổ lắm mấy chế ơi. Eo 80 hả? Có đầm suông, hồi nãy em qua hai mẫu đầm suông rồi, chờ cho em một xíu. Body, body, tiếp đây, body hơi bị sang. Cái bộ này hình như là hôm kia, hôm kia em có mặc rồi, cái body này hôm kia em có mặc rồi đây nha. Một mẫu đầm body, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo, lên cho mình đây, cái nút rất là chắc chắn đây nha mấy chị nha. May ngọc trai rất là chắc chắn nha, rất là xinh đây. Rồi, mã số là D207, 52kg độ xuống, 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72, D207, 69.000, có nhiều chị mới, mình chưa có biết giá tiền đúng không? À, giá là 69.000, và em nói luôn, mấy chị ơi, những chị mới á, mà mình chưa có biết á, thì bây giờ em nói luôn nha, là ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000, tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000, một bộ cũng 30.000, hai bộ cũng 30.000, năm bộ cũng 30.000. Và những chị nào ở quận huyện lân cận quận 7, tại vì shop em ở quận 7, những chị nào ở quận 1, quận 5, quận 3 gì đó lân cận thì ship tầm 20 đến 25.000 nha. Rồi, và em nói luôn, hàng sale 69.000 là mỗi bộ chỉ có một bộ thôi nha mấy chị nha. Mỗi cái chỉ có một bộ thôi. Còn nếu mà cái nào có hai bộ thì mình cứ đặt đi, nhân viên sẽ báo nha mấy chị nha. Cho nên là mình đừng có hối giúp em nha. Em sẽ lên rất là nhiều mẫu, mấy chị yên tâm, lên rất là nhiều, còn rất là nhiều đồ sale nha. Rồi, à mấy chị ơi, mình nhớ là mình thêm bạn Phai Trần Linh Đan giúp em với. Mình thêm bạn Facebook của em đi, để ngày nào em cũng like hết, mấy chị vào mình xem và mình đặt hàng nha. Nha mấy chị nha. Rồi, em lên tiếp cho mình. Đây, một cái đầm xòe bao sang trọng cho mình luôn. Trời ơi, cái này là bên em bán 149.000 nha chị nha, đã sale rồi nha mấy chị nha. Bộ này rất là sang, đây. Sang cực luôn á. Rồi, đây nha. 52kg độ xuống giúp em nha. 52kg độ xuống là vừa nha chị nha. Đầm phông dài. Em mặc là 1m6 tầm ngang gối nha. Rồi, mã số là D206. Chị nào lấy nhanh tay giúp em. D206 nha chị nha, đây ạ. Đây. Rồi, D206, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Bộ này mặc xinh lắm. 55kg chỉ có những mẫu đầm suông thôi nha. Shop em ở quận 7 á chị ơi. Rồi, dòng xíu em lên tiếp. Rất là nhiều mẫu xinh, cho nên là mấy chị đừng có hỏi em. Từ từ để em lên, tại vì có một mình em à. Em hãy út tình nè. Mấy mình nhớ là thêm bạn Phai Trần Linh Đan giúp em nha. Đầm em mặc hết rồi, em đem kiếm cái đầm để đi thay nè. Rồi, tiếp tục một cái đầm xòe màu trắng. Đây, đầm xòe trắng hồi nãy chị nào còn đây nha. Bộ này rất là xinh, bên trong hình như có quần á. Nhớ là có quần, à không. À không, đầm này bên trong không quần nha, ren hai lớp. Ren hai lớp bên trong không quần nha, đằng sau khóa kéo. 52kg độ xuống giúp em. 52kg độ xuống. Mã số là D210. D210, đầm body đi màu hả? Hồi nãy em lên rất là nhiều đầm body màu luôn á. Cái bộ hồi nãy cái màu trắng vừa qua là 210 nha, D210. Rồi, lát nữa em lên body màu. Body thì mấy chị yên tâm, bên em nhiều body lắm. Bao body luôn, rất là nhiều. 69.000 quá rẻ đúng không? 69.000 mà mặc lên người quá đẹp là quá rẻ đúng không mấy chị ha? Cho nên là mình cũng phải thông cảm, mình mua đồ sale thì mình cũng thông cảm giúp em nha. Rồi, một cái mẫu đầm xòe tiếp tục, đầm xòe đen nha chị nha. Cái này là mình buộc nơ giúp em nè, về buộc nơ giúp em nha. Ok, đầm xòe có nè, em lên đầm xòe cho mình nè. À, chị Ngọc đẹp ơi, bởi vậy em mới nói là hàng sale cho nên là mình kiên nhẫn giúp em một xíu. Tại vì mỗi bộ còn có một hai cái thôi. Ví dụ như là cái bộ đó chị thấy là 3-4 người đặt rồi thì mình đừng đặt nữa, mình chuyển qua bộ khác giúp em. Chuyển qua bộ khác giúp em để mình đặt, mình có hàng. Chứ mà mình cứ chăm mình đặt cho những cái bộ đó là không có đơn hàng đâu. Mình phải biết là 3-4 bộ rồi, 3-4 chị đặt rồi, chắc thôi mình không có hàng đâu. Mình chọn liền qua cái mẫu khác giúp em. Rồi, một cái đầm xòe xinh cực luôn nha mấy chị nha. Đây, đầm xòe nha, ở trên là ren hai lớp, ở phần dưới của nó là thun. Đây, tay của nó là tay lưỡi nha mấy chị nha, rất là xinh. Đây, đằng sau có khóa kéo. 52kg đổ xuống giúp em nè. D234. Em thấy chị Liên Nguyễn nha. D234, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. Đầy đủ cú pháp nha. Số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ nha. Bên em không có Shopee đâu chị ơi.
để từ từ mốt em về nhiều, tại vì cái những mẫu này là những mẫu hàng sale cho nên là bên em không có về, không có còn nhiều, cho nên là ngày mai mốt em sẽ về những cái bộ đồ mà không có sale, nhưng mà em sẽ sale cho mấy chị luôn là còn rất là nhiều, cho nên là mấy chị yên tâm đi. Rồi lên cho mình một cái maxi màu hồng cam, maxi nha, maxi bộ em đang mặc hết hàng trời ơi. Rồi em đây cho mình là 40kg mặc mẫu nào cũng vừa hết á. Rồi một cái maxi bone màu hồng cam rất là xinh đây nha chị nha, bone hai lớp hồng cam nha chị nha, hồng cam nha, rất là xinh luôn đây. Đây nha, rất là xinh. Rồi đằng sau có khóa kéo 52kg, 53kg đổ xuống giúp em là vừa. 52, 53kg đổ xuống giúp em là vừa cái maxi này. Mã số là D227 nha, D227, chị nào lấy nhanh tay cái maxi. Bộ em hết hàng rồi, mình đừng có nhìn bộ em nữa nè. Bộ em hết rồi, mấy người, mọi người ơi, hết rồi. Trời, em mới nói xong luôn á, em mới nói xong mà có chị hỏi nữa, giờ em không biết em nói sao. Em nói muốn ná thở luôn á. Đúng rồi, đồng giá 69.000 á chị Hà Vy ơi. À, đầm nãy 1m6 là mặc tầm ngang gối. Ơ, ấy lộn, maxi mà tự nhiên mặc ngang gối. Đầm đó 1m6 là mấy chị mặc tầm là ngang mắt chân á, mắt cá chân nha. Rồi, một cái áo sơ mi, cái này mấy chị có thể là mặc dấu quần. Ủa 227 ở đâu rồi ta? Mã số D227 ở đâu vậy? Hồi nãy giờ em đâu có đọc cái mã số D227 đâu mà mấy chị đặt vậy ta? À có lộn chưa ghi á. Chưa ghi nha, sorry. Rồi đây một cái sơ mi dạng dấu quần, hoặc là mấy chị mặc phối chung với áo á, phối chung với lại những cái chân váy, mình mặc thành một cái áo đều được nha. Đây, áo sơ mi nha chị nha, sơ mi thun nha. Rồi 53kg đổ xuống nha chị nha, 53kg đổ xuống giúp em nha, 53kg đổ xuống. Mã số là D203, D203, 1m53, nặng 44kg, mặc bộ nào bên em cũng vừa. Cái áo sơ mi hồi nãy mã số là D, bao nhiêu quên nữa rồi, D203 nha, D203 nha mấy chị nha. À, đi chơi sung quá hả, chờ mệt lắm, chờ làm nguyên cả tuần để chờ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thôi đó. Cho nên là like nhanh để được nghỉ ngơi nha. Tiếp nha, còn rất là nhiều đồ xinh, mấy chị yên tâm đi, còn cực kỳ nhiều màu xinh. Em like hết là ngày mai em nghỉ, bữa nay em nghỉ xong cái ngày mai là em like tiếp ha. Phải có cho em thời gian cho em xả hơi chứ, không em nói hoài sao em nói được, em câm luôn á. Câm thì ai sell đồ cho mấy chị đây hả? Câm thì không ai sell đồ đâu nhé. Rồi tiếp nha. Rồi một cái váy body tiếp tục. Body nha, body bẹt vai nha mấy chị nha. Đây body 2 dây, bẹt vai hai bên như thế này nha. Đằng sau có khóa kéo, ở phần cổ mấy chị thấy có điểm nhấn không? Đây, nó sẽ có điểm nhấn như thế này, chất liệu của nó là thun cát nha. Đằng sau có khóa kéo nha chị nha, đây rất là xinh. Rồi, mã số là D215, 52kg đổ xuống giúp em, vòng eo dưới 72. D215 mẫu body, chị nào lấy nhanh tay. Thôi chết dở rồi mấy chị ơi, hôm nay rất là ít đồ, không có nhiều đâu. Hôm nay rất là ít đồ xem, mà nãy giờ mới có 30 phút à. 40kg, 1m50, mặc mẫu nào bên em cũng vừa nha. Có ai muốn em đi theo thay đầm xòe nha. Bây giờ câu thời gian xíu nha, đi thay đầm xòe cho mấy chị xem nha. Để cho những chị nào mà chưa bao giờ mua hàng bên em thì mình còn tin là những cái bộ đồ mà em cầm lên nói 69.000 thì mặc lên nó sẽ như thế nào nha mấy chị nha. Bây giờ em đi thay một cái đầm xòe ha. Ha, ok không? Chị nào ok thì mình chờ em nha, mình comment lên để em đi thay nè. Để em đi thay nè mấy chị ơi. Rồi bây giờ em đi thay đầm xòe, chị nào ok thì mình yên tâm, mình là để em đi thay nha. Tại vì có nhiều chị là sẽ là những cái chị mới, người ta mới vào, cho nên là người ta không có biết được đồ bên em như thế nào hết. Cho nên là bây giờ em cầm lên là em đi thay luôn cho mấy chị xem để mấy chị biết. Hồi nãy em thay một cái đầm body rồi, bây giờ em đi thay một cái đầm xòe cho mình ha. Ok nha. Trắng hả, bây giờ lên đen rồi để em xem nha. Rồi em đi thay, mấy chị chờ em một xíu nha, đừng có ao ra nha. Chị em một xíu để mình xem cái form đầm nha. Tại vì có nhiều chị người ta mới xem, người ta không có biết được cái form đầm bên em đâu.
Rồi đây, nhanh không? Rất là nhanh, em hay xẹt xẹt một cái. Rồi đây, em đem cho mình một cái đầm xè nha, đây mấy chị thấy không? Đây, 69.000 này ha mấy chị ha, đầm xè tầng nha, cái này xè tầng nha mấy chị nha. Xè tầng chất liệu của nó là ren hai lớp, đây tầng 3 tầng. Một cái duy nhất nha, đằng sau có khóa kéo rất là xinh đây ha mấy chị ha. Đây. Rồi. Sao rẻ thế? Tại vì đồ còn có một cái à, em sale mà mắc nữa thì sao mà được. Tại vì bình thường bên em bán những cái bộ này là 100 mấy đã sale rồi đó, là 100 mấy 200 ngàn không à. Nhưng mà do là còn có một cái cho nên là em sẽ sale nha. Cho nên là mình đừng có tự hỏi là sao đồ vẽ thế rồi mặc lên nó như thế nào. Ví dụ như là cái bộ hồi nãy em mặc, cái mấy chị nói là nhỏ này đang mặc đồ thì đẹp nè, không biết cầm lên những cái bộ mà nó cầm lên mua về là nó có đẹp hay không. Thì đây em thay luôn cho mấy chị xem để mấy chị khỏi yên, cho mấy chị là yên tâm ha. Rồi. Rẻ mà. Rẻ không mà mấy chị không khoái đúng không? Rồi, cái bộ của em đang mặc 52kg đổ xuống. Mã số là D219, đừng có để đầm đen em đang mặc. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, địa chỉ D219 là cái bộ em đang mặc nha. D219 nha. Đừng có em lấy không ngoài chốt hàng đâu cho em. Đừng có để là đen D219 số điện thoại và mà địa chỉ giúp em mới có đơn hàng á. Gì đây? Không biết là đang lên cái gì luôn đây nè. Mấy chị ơi, em không biết là em đang cầm cái gì luôn. Rồi, tiếp theo một cái cúp ngực. Cái này là zoom cúp ngực nha. Trời ơi, bà Kim Duyên bà sợ tôi không thấy cái đơn hàng của bà. Bà cho tôi hẳn một cái hả? Lá cỏ ba lá gì đó. Rồi. Rồi hết, bộ này em hết rồi, đừng đặt nữa nha, em 47 cân, đừng đặt nữa giúp em, hết rồi, đây em lên cho mình một cái zoom ống nha chị nha, đây zoom ống có độ hung, bộ này 53-54kg độ xuống vừa, 54-55kg độ xuống vừa luôn, kèm cho mình là một cái áo khoác lưới nha mấy chị nha, đây kèm cho mình một áo khoác lưới, mình khoác vô nha, có tay nè, đây nha, rồi, mã số là D214 nha. D214 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D214 ạ. Bộ em hết rồi mấy chị ơi, đừng có đặt nữa. Đặt nữa không có hàng mấy chị lại chửi em. Bộ em mặc hết rồi, đừng có ai đặt nữa giúp em nha. Rồi, đừng có đặt bộ em nữa nha. Năn nỉ á, đặt hoài không có ai chốt hàng đâu. Rồi tiếp. Tiếp nha. À mấy chị ơi, chị nào mà mới á, mình mới vào mình xem livestream của em lần đầu tiên á, thì mình nhớ giúp em là mình thêm bạn cái Patreon lên đây giúp em. Và mấy chị ơi, mình dán giúp em tầm 1-2 tuần nữa em sale hết. Xong rồi em sẽ bắt đầu nhập đồ mới về. Và em sẽ bắt đầu sale tiếp những bộ đồ mới, nhưng mà không phải là một cái nữa. Và những bộ đồ mới đó em sẽ bán mỗi màu, ví dụ như là mỗi mẫu 10-15 cái gì đó, hoặc là 5-10 cái gì đó để cho mấy chị chọn, để mấy chị mua ha. Bây giờ là mấy chị thông cảm giúp em, tại vì hàng sale 69.000 quá rẻ rồi, cho nên là mình cũng thông cảm giúp em. Thì tầm là 1 tuần đi, 2 tuần gì đó em sale hết cái đống đồ là em sẽ bắt đầu nhập đồ mới về nha. Nhập những cái bộ đồ mới và có số lượng để cho mấy chị chịu khó, mấy chị đặt ha nha. Rồi đừng có giận em nha, nhiều chị đặt không được giận em. Nói chưa thiệt á, là mình mua đồ sale 69.000 thì mình chịu khó giúp em, mình hiểu giúp em cũng buồn lắm. Tại vì rất là nhiều chị đặt mà không có hàng để chốt cho mấy chị, rất là buồn luôn. Cho nên là mấy mình chờ giúp em 1-2 tuần gì đó sale hết, xong là em sẽ bắt đầu lên mẫu mới nha. Và sẽ lên mẫu có số lượng để cho mấy chị đặt nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái yếm nha. Đây em lên cho mình là một cái yếm nha. Yếm nha, là kèm một cái áo tay dài như thế này. Đây, một cái áo thun tay dài như thế này, kèm luôn cho mình là một cái yếm như thế này nha mấy chị nha. Đây đây nha, kèm luôn cho mình một cái yếm như thế này. Đây ạ, rất là xinh. Đây, như thế này nha. Đây ạ. Ui. Rồi, đây nha, đây như thế này nha. Rồi, chị nào lấy cái yếm này để lại liền giúp em. Mã số là D205. D205 nha chị nha. D205. Rồi chị nào lấy nhanh tay. Chị ơi, bò em bon chen đặt từ lúc mờ mới về, không biết được bao. Trời thấy thương quá. Thì có nhiều chị nói chuyện á, mà nói chung là
biết là mình không biết là mình có đồ hay không, nhưng vẫn ráng đặt, vẫn ủng hộ em. Em nói thật cảm ơn mấy chị đó rất là nhiều luôn. Nên là cho nên là em nói thật là hàng sale 69.000, mấy chị nghĩ ơi, 69.000 bây giờ mình cầm ra ngoài mình mua được một bộ đồ mới hay không, hay là 69.000 mình cầm ra ngoài mình mua được một cái bộ đồ si hay không nha. Cho nên là đúng rồi, cả set 69.000 như vậy đó, bên em đang sale chỉ có một bộ à. Cho nên là mình thông cảm giúp em, mình cũng hiểu cho người bán giúp em. Để sau đi em sale hết rồi em sẽ bắt đầu nhập hàng mới về có số lượng và sale cho mấy chị nha. Chơi lớn luôn là coi như là bù lại cho những chị nào mà mình đặt hàng mình không có đồ á, là em sẽ bắt đầu là nhập hàng mới về là lên hàng nha. Là sale cho những chị nào mà không đặt được á là em sẽ lên hàng luôn nha. Nên là mấy chị yên tâm. Không được đâu, chị biết chị ơi, chị biết sao không? Em nói luôn là như vậy nè. Tại vì ví dụ như em đọc chốt hàng cho, tại vì có một bộ em đọc chốt hàng cho một chị, thì ví dụ như chị đó không nghe máy thì hàng đó làm sao mà biết chị sau có hay không, người ta không có đọc. Cho nên là ví dụ như là em chốt cho ba chị, em đọc tên ba chị để chừa chị trên, thì hai chị kia nghĩ là mình đã có đồ rồi, mình không đặt những cái bộ sau, hoặc là lỡ mà bên em không chốt được cho người đầu rồi, hai chị kia không có hàng thì bên em cũng, thì em cũng ngại với hai chị đó. Cho nên là mấy chị cứ đặt đi. Ví dụ như bộ nào mấy chị đặt được, hay mấy chị thấy người ta đặt ba người hay bốn người gì rồi thì mình đừng đặt nữa, mình đừng đặt nữa giúp em, mình chuyển qua bộ khác. Tại vì nếu mà chị đầu tiên không nghe máy, bên em sẽ chuyển xuống cho chị thứ hai. Chị thứ hai không nghe máy, bên em sẽ chuyển xuống cho chị thứ ba. Đó là như vậy nha mấy chị nha. Cho nên là em cũng muốn chốt hàng cho mình lắm mà vẫn biết sao. Rồi, lên là một cái maxi nha. Em lên một cái maxi trắng cho mình nha, không phải này maxi nữa. Dạng váy dài thôi nha, chút ren hai lớp đằng sau có khóa kéo. Ren hai lớp đằng sau có khóa kéo và nó một màu trắng, 52kg đổ xuống giúp em. 52kg đổ xuống, mã số là D231. D231, chị nào lấy nhanh tay giúp em. D231 Thấy Huệ Thanh nè. D231 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi tiếp. À, em lên cho mình một cái zoom bao dễ thương luôn. Zoom này sexy lắm, mặc dễ thương lắm. Đây, zoom nha chị nha, kèm hai túi cho mình nha. Ủa lấy online nữa hả? À, kèm hai túi cho mình nha chị nha. Và ở phần cổ của nó có khóa kéo. Đây, ví dụ như là mấy chị thích sexy thì mình kéo xuống. Đây, mình muốn kéo tới đâu mình kéo tới đó. Còn mà chị nào không muốn sexy mình cứ kéo lên giúp em thôi. Đây nha chị nha, zoom 52kg đổ xuống giúp em. Mã số là D232. D232, em thấy chị Bùi Thị Phương nè. Cái zoom đó mã số là D232 nha. Oh, ok, em thấy mấy chị mà. Tiếp nha. Rồi, em lên cho mình là một cái váy dài, phom dài. Chị nào mà nãy hỏi phom dài đây nha, rất là xinh luôn. Đằng sau có khóa kéo đây nha mấy chị nha, chất liệu thun. Bộ này 53kg đổ xuống vừa nè, 53kg đổ xuống vừa giúp em nha mấy chị nha. Xinh cực kỳ luôn nha mấy chị nha, xinh cực kỳ luôn. Rồi, mã số là D212. D212 là cái váy này nha. Nhanh tay đặt hàng giúp em, bộ em hết hàng rồi. D212 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi, đây một cái váy hai dây nha, váy hai dây rất là xinh, bên trong có quần, ren của nó là ren hai lớp màu nâu nha, màu nâu ren hai lớp, bên trong có quần, ở đằng sau có khóa kéo cho mình nha mấy chị nha. Rồi, bộ này 52kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em, mã số là D213, một màu nâu duy nhất. D213 nha mấy chị nha, một màu nâu duy nhất, chị nào lấy nhanh tay nè. Rồi tiếp. Rồi, một cái zoom, à, một cái maxi nha. Đây mấy chị ơi, cổ yếm, maxi cổ yếm. Đây.
Đây mấy chị nhúng lại giúp em, nó là như thế này, cái dây của nó đây nha cụ Yếm. Mình buộc lại giúp em, mặc vô xong mình muốn thu vô, muốn nó thấp xuống hay muốn nó cao lên gì đó, mình thu vô giúp em. Đây có thợ thu. Sau đó mình buộc nơ lại giúp em một màu hồng phấn nha. Đây, hồng phấn nha, maxi rất là xinh luôn nha mấy chị nha, rất là xinh. Một màu hồng phấn, mã số là D217. D217 nha, một màu hồng phấn rất là xinh luôn. Chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi em lên cho mình là một cái sơ mi, váy sơ mi nè. Váy sơ mi nha. Đây. Rồi một cái váy sơ mi, váy này bên em coi như là bán bao thị trường luôn. Bán rất là đẹp cái bộ này, chất liệu của nó là sơ mi lụa nha. Ở phần eo của nó là có nhúng lại nha mấy chị nha, có dây buộc nơ luôn cho mình nha, mặc lên rất là sang. Tay dài, chị nào không thích tay dài mình săn lên thành tay ngắn y như là những cái áo sơ mi mình mặc á. Đây nha, một màu đen rất là xinh cái bộ này. Xinh cực cái bộ này luôn. Rồi, mã số là D218, 53kg độ xuống vừa. 53kg độ xuống vừa nha. D218, chị nào lấy nhanh tay sơ mi nha. Tiếp tục một cái đầm body cổ yếm. Đây, đây nó em cầm bây giờ là cầm không có được nè. Đây nó sẽ là cổ yếm như thế này. Và mấy chị ơi, mình mặc lên thì mình đeo lên và nó có một cái dây hắt cổ như thế này, dây đeo cổ như thế này nha chị nha. Đây, cái dây đeo cổ và mấy chị mặc lên thì nó sẽ là khó cầm quá đây nè. Thì nó sẽ là một cái yếm ống như thế này và mình đeo lên là nó sẽ như thế này, mấy chị hình dung đi giúp em. Bây giờ là cầm không có được nè. Đó, mấy chị cái này đưa lên thì nó sẽ đeo cổ nha. Đây như thế này. Đó. Rồi đằng sau có khóa kéo 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha, 69.000 nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha. Rồi tiếp đây em lên cho mình là một cái váy suông. Đây nãy chị nào hỏi váy suông là tầm 53kg, 54kg đổ xuống vừa. 53, 54kg đổ xuống vừa nha. Dạng như là body suông đó mấy chị ơi. Đây nha, dạng như body suông nha. Nó kèm luôn cho mình là một cái dây dây choàng nha. Chị nào không thích mình tháo ra giúp em đều được nha. Không thích dây mình tháo ra giúp em đều được nha chị nha. Không sao hết nha, tháo ra đều được nha. Rồi, mã số là D226 cái bộ này. D226 chị nào lấy nhanh tay nha. D226 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Chị Nương Chung ơi, cái đầm cổ yếm đỏ mã số là D224 á chị ơi. Chị cho em xin cái mã số đi, không có mã số không ai chốt hàng cho mình đâu. Số điện thoại khoảng trống D224, khoảng trống mã số, khoảng trống địa chỉ giúp em thì mới có đơn. Chứ mà chị để như vậy không có mã số, không có ai chốt đơn được hết nha. Rồi em lên cho mình là một cái maxi. Một cái maxi nha. Ủa có mà, cổ yếm em đọc mã số rồi. D224 á, đó em đặt mã số từ nãy giờ mà, người ta đặt được mà. Mã số của yếm là D224 nha. Rồi maxi bẹt vai, maxi bẹt vai nha mấy chị nha. Đây maxi bẹt vai, đằng sau có khóa kéo 53kg độ xuống vừa nha. 53kg độ xuống vừa giúp em nha chị nha. 53kg độ xuống vừa cái maxi này. Rồi cái maxi này mã số là D220. D220 nha chị nha. Rồi D220 nha, chị nào lấy thì mình nhanh tay nha. Em thấy chị Hải Dương. Rồi bộ này là bộ cuối nha, em sẽ up live stream nha. Rồi em lên cho mình là một cái zoom dài. Đây, một cái zoom dài nha chị nha. Một cái zoom dài nha chị nha. Tay của nó dạng là tay cánh tiên nha. Tay của nó dạng là tay cánh tiên như thế này nha mấy chị nha. Zoom dài nha, rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Rồi bộ này đằng sau có khóa kéo và mã số là D233. Và bộ này 52kg đổ xuống giúp em. 52kg đổ xuống giúp em là vừa nha chị nha. Mã số là D233 là cái zoom đỏ nha mấy chị nha. Zoom đỏ nha.
mã số là cái giúp đỏ, chị nào lại nhanh tay để lại liền giúp em nha. Rồi, mã số cuối cùng là D233 nha chị nha. D233 nha. Rồi, ok. Bây giờ là em sẽ off live stream luôn nha mấy chị nha. Thì mấy chị ơi, em hẹn gặp mấy chị vào ngày mai nha, vào lúc 5 giờ ngày mai, có thể là sớm hơn, cũng phải có thể là trễ hơn 10 phút. Cho nên là ngày mai mấy chị cứ vào live stream giúp em nha. Mình theo dõi fanpage, mình theo dõi shop Linh Đan của em, Trần Linh Đan á. 5 giờ nha, có thể là 5 giờ nha. Mình cứ theo dõi giúp em, mình thêm bạn giúp em, để khi nào mà em like mà hiện lên liền mà mấy chị vào nha. Rồi bây giờ là bye bye tất cả các chị nha. Hẹn gặp tất cả các chị vào ngày mai ạ. Cảm ơn tất cả các chị ạ.